Nhà đẹp Tân ạ, xin chào quý vị các bạn. Vui được gặp lại các bạn trong chương trình mỗi ngày một nhà đẹp của công ty kiến trúc Tân Á. Thì hôm nay tôi xin phép giới thiệu với các bạn một ngôi nhà mặt phố 2 tầng theo phong cách Tân cổ điển. Chủ đầu tư là anh Tuấn Linh ở Phú Thanh, Yên Thanh, Nghệ An. Thì trước khi đến với ngôi nhà của anh Tuấn Linh thì chúng ta qua kênh YouTube của nhà đẹp Tân Á. Thì các bạn chỉ cần đánh nhà đẹp Tân Á và ấn nút tìm kiếm thì sẽ ra kênh của chúng tôi. Kênh của chúng tôi có các cái video, đầy đủ các cái video chia sẻ về nhà cấp 4, nhà 2 tầng, nhà 3 tầng, nhà theo một phong cách hiện đại, phong cách tân cổ điển, nhà mặt phố, vân vân. Kèm theo đó là các cái video chia sẻ các cái kinh nghiệm thi công từng hạng mục của công trình, để từ đó mọi người có cái một chút cái chuyên môn về xây dựng để áp dụng vào thực tế xây ngôi nhà cho mình. Trở lại với ngôi nhà của anh Tuấn Linh ở Phú Thanh, Yên Thanh, Nghệ An. Thì đến với công ty là anh Tuấn Linh cũng chia sẻ rằng là anh đi lao động ở nước ngoài. Thì anh cũng muốn là sau một thời gian lao động nước ngoài thì anh cũng tích trữ được một số tiền, và anh muốn xây một ngôi nhà mà nó nổi bật ở cái khu làng đó, và mọi người cũng phải đi qua cũng phải để ý và ngước nhìn. Và ngôi nhà đó thì cũng khác biệt so với những xung quanh, và đặc biệt anh thích theo cái lối phong cách tân cổ với cái đáp ứng cái nhu cầu của anh Tuấn Linh. Thì chúng tôi cũng làm việc ngày đêm, và sau một thời gian trao đổi qua lại với cái hình khối bên ngoài và công năng bên trong thì sản phẩm thiết kế cũng ra đời, và là ngôi nhà chúng tôi chọn ngôi nhà là màu trắng chủ đạo, và một màu đó là phù hòa cho nó. Và ở đây thì ngôi nhà nổi bật với cái hệ cửa gỗ, cửa lim, gỗ kính rất sang trọng, được sơn màu đỏ với cái nhẫn, với cái hệ cột ở tầng 1 và tầng 2 được chạm trổ và đắp các cái phù điêu rất tinh tế và rất sắc nét ở các cái đỉnh cột có gắn các cái đèn trang trí. Và ở kia để cái nổi bật cái hệ mái thì dùng các cái côn sơn sẫm màu vào đấy để phù hợp với ngôi nhà. Thì đã bố trí cổng cổng này được đúc bằng đồng đồng chạm trổ rất chi là phức tạp và tinh tế.
thể hiện theo phong cách tân cổ với cái mái cổng rất đẹp. Thì mái ở đây thì chúng tôi dùng hai mái, một mái nhỏ sảnh và một mái lớn. Ở mái đây thì chúng tôi đổ bê tông ở các cái viên mái này, còn ở giữa sẽ có bố trí các cái tường tường thu hồi. Ở các cái mặt trước của tường mái thì có các cái ô tròn để dùng để thông gió, để thông thông gió thoáng khí, để tránh cái bị gió bị khí ở chỗ phía trên hệ mái. Đây ngoài qua các ô tròn thì có gắn các cái phù điêu rất đẹp theo các cái vòng tròn phù điêu đẹp mắt. Bây giờ về cái hình khối bên ngoài ngôi nhà là như vậy. Và hiện tại thì ngôi nhà cũng xây dựng hoàn thiện gần xong, và đây là thực tế của ngôi nhà. Tuy là chưa giá trạch bên ngoài nhưng nhìn bộ khung thì nó rất đẹp. Sau khi giá trạch chắc chắn nó sẽ đẹp hơn so với khối phối cảnh. Đấy. Phía tầng 1 có cái sảnh bố trí theo vòm. Tầng 2 đấy. Rất đẹp. Bây giờ ta đi vào bên trong của ngôi nhà. Bên trong của ngôi nhà thì chúng tôi bố trí là một phong cách rộng và cùng phải thông với bếp ăn. Và ngăn cách giữa phòng ăn và phòng khách và bếp ăn sẽ là một hệ lam gỗ. Hệ lam gỗ này là tạo cái sự thông thoáng giữa phòng khách và bếp ăn, và tạo cái thẩm mỹ đẹp mắt khi ngồi từ phòng ăn à phòng phòng khách nhìn vào phía phía trong. Đây là 2D của ngôi nhà, và chúng tôi có bố trí cái nội thất bên trong. Đây. Nội thất bên trong. Đây là phòng khách và phía sau này là bếp ăn. Và phần khách sẽ là một cái lam gỗ. Còn đây phòng ngủ. Tầng 1 có phòng ngủ rộng 19,2 m². Được trổ cửa sổ ở mặt trước đây, và phía trước là bố trí một cái bồn hoa để khi nhìn ra cửa sổ thì thực thấy cái bồn hoa như hòa mình với thiên nhiên. Phía cuối ngôi nhà sẽ là sân rửa và nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh với phòng tắm được tách biệt ra. Bây giờ ta lên tầng 2 của ngôi nhà. Tầng 2 của ngôi nhà. Đây tầng 2 lên cầu thang. Phía bên phải sẽ là phòng sinh hoạt chung. Và ở tầng 2 có hai phòng ngủ, đó là một phòng ngủ rộng 19,2 m² và phòng ngủ rộng 16,2 m². Phòng thờ thì được đặt ở ngoài cùng ở phía sau ban công để tạo cái sự thông thoáng. Phía cuối ngôi nhà đặt nhà vệ sinh và phòng giặt phơi. Về cách bố trí về công năng bên trong rất hài hòa khoa học. Bây giờ chúng tôi cũng đã có một số phương án bố trí về cái nội thất như ở phòng khách, phòng ăn,
Đấy, đây là bếp ăn. Bếp ăn. Phòng ngủ. Đấy. Vừa rồi là tôi trình bày cái ngôi nhà của anh Tuấn Linh ở Phú Thành, Yên Thành, Nghệ An. Ngôi nhà mặt phố những bố trí theo phong cách tân cổ điển. Nếu quý vị thấy thú vị và nó hữu ích thì các bạn vào kênh YouTube và đăng ký, sau đó ấn nút chuông thông báo để không bỏ lỡ cái ngôi nhà nào hay cái kinh nghiệm thi công nào cả. Chào quý vị các bạn, hẹn gặp lại quý vị các bạn ở